Em Út thân chào cả nhà. Buổi sáng ngày hôm nay thì em Út giao lưu góc vui cùng anh chị em mình một cây linh sam siêu bông ưu điểm đang ra hoa nha cả nhà. Cây dáng bay nha anh chị em mình. Cây này hoành 15 và chiều dài bay của nó là 40 nha anh chị em mình. Cây này nó có một cái bo trắng chùm đang chuẩn bị ra hoa nha anh chị em mình. Anh chị em mình thích thì để cái bo này, còn không thích thì có thể chơi linh sam siêu bông ưu điểm riêng nha cả nhà. Cái này em Út nuôi bộ rễ nha anh chị em mình. Giá cực kỳ yêu thương cho anh chị em mình buổi sáng ngày hôm nay luôn nha. Linh sam siêu bông ưu điểm đang ra hoa nha cả nhà. Dán bay luôn. Ưng ý thì nhắn tin alo cho em Út số điện thoại 0795499088 nha cả nhà ơi. Có một bo hoa trắng chùm nha anh chị em mình. Anh chị em nào ưng ý thì cứ nhắn tin alo cho em nha. Bộ rễ nè cả nhà. Hoành 15, chiều dài bay của nó là 40 nha cả nhà. Bộ rễ nè. Bộ rễ cũng rất là tương đối luôn nha anh chị em mình. Ưng ý thì nhắn tin alo cho em nha. Cây đang cho hoa như hình nha cả nhà.